Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 28 tháng 8 năm 2021 về việc khống chế kẻ dương tính ma túy đá. Chống đối cảnh sát tại chốt kiểm dịch công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Lâm Đình Bảo, 31 tuổi, ngụ tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Bảo lái ô tô đến chốt kiểm dịch COVID-19 tại ngã ba Huỳnh Văn Lũy Đại Lộ Bình Dương, thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Xuất trình giấy tờ, Bảo không chấp hành vì cho rằng mình đang đi làm từ thiện nên không mang theo giấy tờ. Sau khi lực lượng chức năng yêu cầu Bảo dừng xe, Bảo xuống xe, tiếp tục to tiếng với một chiến sĩ cảnh sát cơ động. Dù chiến sĩ cảnh sát cơ động này đã giải thích nhưng Bảo tiếp tục cởi khẩu trang và liên tục chửi thề. Trong quá trình đôi co, Bảo hù dọa tao giết cả nhà mày và giật khẩu trang của chiến sĩ cơ động này. Lực lượng chức năng đã khống chế đưa Bảo về trụ sở làm việc. Tại đây, qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Bảo dương tính với ma túy đá. Sau đó, Lê Văn Tuấn, bạn của Bảo, đã đến chốt kiểm soát nêu trên lấy trộm ô tô của Bảo. Cơ quan công an đang tạm giữ, đem cất giấu tại một bãi đất trống. Cơ quan công an đã nhanh chóng truy tìm ô tô này, đồng thời bắt giữ Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.